Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Tốt Soi Hoa, và ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong ngày. Song phim thần thoại luôn là một trong những thế mạnh của phim ảnh Hoa ngữ, điều này khiến cho dàn mỹ nhân Cbiz đình đám có không ít cơ hội để hóa thân thành yêu tinh trên màn ảnh. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua những nàng yêu tinh đáng chú ý nhất của Cbiz và so kè xem ai là người xinh đẹp nhất. Thứ nhất, Cảnh Điềm. Mới đây thì Cảnh Điềm đã gây bão trên màn ảnh nhỏ khi hóa thân thành nàng yêu nữ Tư Đằng trong bộ phim Tư Đằng. Với nhan sắc xinh đẹp yêu kiều, đậm chất đóa hoa phú quý của nhân gian, khoác lên mình những bộ sườn xám lộng lẫy, nữ diễn viên khiến mọi người chẳng thể rời mắt được. Và đây cũng là vai diễn giúp đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh thoát kiếp hoa dâm bụt, bật lên trong sự nghiệp sau 10 năm mãi chẳng chịu hot. Thứ hai, Cô Lực Na Chát. Nàng yêu tinh Dạ Minh do Cô Lực Na Chát thể hiện trong phim Thập Nhị Đàm được coi là đối thủ ngang sức ngang tài về nhan sắc của Cảnh Điềm. Nàng mỹ nữ tân cương khiến khán giả chẳng thể rời mắt nổi với vẻ đẹp vừa trong trẻo lại vừa sang chảnh cuốn hút. Dù diễn xuất còn gây nhiều tranh luận nhưng nhan sắc của Cô Lực Na Chát khiến nhiều khán giả khó tính cũng chẳng nỡ buông lời chê bai. Thứ ba, Triệu Lệ Dĩnh. Góp mặt trong bộ phim Truy Ngư Truyền Kỳ với vai diễn cá chết thành tinh, Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng mạnh với khán giả với vẻ xinh xắn tươi tắn, nụ cười ngọt ngào đến tan chảy. Nét tinh nghịch đáng yêu của nữ hoàng Rating Cbiz khiến mọi người cũng mê mẩn không thôi. Thứ tư, Dương Tử. Vào vai nàng Bạch Xà Bạch Yêu Yêu trong Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết, Dương Tử khiến người hâm mộ trầm trồ khen ngợi với nhan sắc xinh đẹp trong trẻo, thấy mà yêu. Thay vào đó, nhân vật có tính cách dễ thương và chút trẻ con này cũng vô cùng phù hợp với nàng tiểu hoa 9X, giúp cô ghi điểm trong mắt khán giả. Thứ năm, Dương Mịch. Là chiến sĩ thi đua chứ danh của Cbiz với cả gia tài phim ảnh khổng lồ, Dương Mịch không ít lần thử sức với vai diễn yêu tinh và lần nào cũng khiến khán giả suýt xoa khen ngợi. Trong đó phải kể tới những nhân vật đáng chú ý như nàng Tước Nhi trong Họa Bì Hai, Thanh Ly trong Thập Nhị Cầm Tinh Truyền Kỳ và mới đây nhất là Cửu Vĩ Hồ Bạch Thiển trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Thứ 6, Địch Lệ Nhật Ba. Cùng hợp tác với đàn chị Dương Mịch trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Địch Lệ Nhật Ba được khán giả hết mực yêu thích với vai diễn Cửu Vĩ Hồ Phượng Cửu. Với gương mặt xinh đẹp sắc sảo, nàng mỹ nữ tân cương khiến khán giả chẳng thể rời mắt được. Thứ 7, Trịnh Sảng. Nàng bán yêu tương linh với tính cách đơn thuần ngây thơ do Trịnh Sảng thể hiện trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm cũng rất được lòng khán giả truyền hình. Đây được coi là một trong những tạo hình đẹp nhất của nữ thần thanh xuân Cbiz trên màn ảnh Hoa ngữ. Thứ 8, Cúc Tịnh Y. Vào vai nàng Bạch Tố Trinh trong Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Cúc Tịnh Y khiến biết bao trái tim phải lỡ nhịp với vẻ đẹp trong trẻo thanh thoát xinh đẹp thế này. Vào sau, nữ diễn viên lại được công chúng tung hô là mỹ nữ 4.000 năm của showbiz Hoa ngữ. Thứ 9, Châu Tấn. Nói tới những nàng yêu tinh trên màn ảnh thì không thể không kể tới nàng Tiểu Duy do Châu Tấn thể hiện trong series phim Họa Bì. Theo đánh giá của đạo diễn đình đám Vương Tinh thì Châu Tấn không có vẻ đẹp sắc nước hương trời nhưng lại có thể lấy diễn xuất bù lại tất cả, lột tả được một nàng yêu nữ còn quyến rũ hơn bất cứ nữ thần gợi cảm nào. Thứ 10, Lưu Dược Phi. Có mặt trong bộ phim Hai Kiếp Yêu Tinh, Lưu Dược Phi hấp hồn khán giả với vẻ đẹp trong trẻo thanh tao cuốn hút đến lạ kỳ. Khi vào vai nàng hồ ly Bạch Khiêm Sở, nhiều khán giả cho rằng thần tiên tỷ tỷ xứng đáng là một trong những mỹ nhân top đầu trong bảng xếp hạng này. 11. Lý Nhất Đồng. Hóa thân thành nàng Nhiếp Khuynh Thành trong bộ phim Bán Yêu Khuynh Thành, Lý Nhất Đồng khiến dân tình choáng ngợp với vẻ đẹp sắc sảo sang chảnh tựa nữ hoàng. Và đây cũng là một trong những vai diễn gây ấn tượng nhất của Lý Nhất Đồng từ trước tới nay. Cảm ơn bạn theo dõi video trên kênh Tốt Soi Hoa và nhớ đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!